Chào tất cả các em học sinh thân mến. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục đi qua một cái dạng toán tiếp theo trong cái bài tính đương điệu hàm số. Đó là tìm cái khoảng đương điệu của hàm hợp và chúng ta đang xét cái dạng là gx bằng f của ux. Thầy nói một vài điều về cái cách học như sau. Trước khi các em đi vào các dạng toán vận dụng cao trong từng cái bài học đó, thì các em hãy xem hết các cái nội dung cơ bản trong từng cái bài của cả chương cái đã. Tức là trong cái chương khảo sát hàm số đó thì chúng ta sẽ có những cái bài cơ bản là tính đương điệu, cực trị, tiệm cận và giá trị lớn nhất, giá trị nhất và đồ thị đó, thì các em hãy xem lướt qua hết tất cả những cái nội dung cơ bản trước. Rồi sau đó các em hãy đi vào từng cái nội dung vận dụng cao của từng bài. Vì với những cái dạng toán vận dụng cao nó không có sử dụng cái kiến thức riêng lẻ của từng bài. Nên là cái cách học là các em hãy học hết nội dung cơ bản của cả chương rồi sau đó quay trở lại đi chuyên sâu vào từng cái và dạng vận dụng cao của mỗi bài sao nhé. Các em hãy xem hết những cái phần cơ bản trước khi các em đi vào những phần vận dụng cao nhé. Đó là cái cách học các em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần vận dụng cao đầu tiên. Đó là tìm khoảng đương điệu của hàm hợp có dạng là gx bằng f của ux. Thì chúng ta để tìm cái khoảng đương điệu của hàm số này thì chúng ta cứ xét dấu của đạo hàm mà thôi. Nơi nào đạo hàm nó dương thì chỗ đó hàm số đồng biến và nơi nào đạo hàm nó âm thì chỗ đó hàm số nó nghịch biến. Thì người ta nói qua cái phương pháp để giải như sau. Phương pháp chung để giải các cái bài toán này, phương pháp chung, và đây cũng là cái phương pháp tổng quát cho những cái dạng toán ví dụ như cực trị và max min vân vân, và nó sẽ đi xuyên suốt cả cái chương này luôn, và các em cố gắng nắm vững phương pháp này. Đây là và chúng ta đi theo đúng cái bản chất của vấn đề. Khi các em hiểu là khi các em đi đúng bản chất của vấn đề thì tự khắc các em sẽ hiểu rõ vấn đề và các em sẽ làm nó nhanh. Còn nhiều cái kỹ thuật gì đó mà họ thật ra cũng xuất phát từ bản chất mà thôi, lược bỏ một số bước. Ví dụ làm tắt thì lại nói là làm nhanh thì không đúng đâu ha. Phương pháp chung là như sau. Bước thứ nhất là các em sẽ đi tính đạo hàm của hàm hợp là tính g'x. G'x thì nó sẽ bằng u' của x nhân f phẩy của ux. Rồi, rồi sau đó các em sẽ xét cái phương trình là cho g phẩy x bằng 0. Thì chỗ này các em sẽ tương đương với u phẩy x nhân f phẩy của x bằng 0, thì các em sẽ được là u phẩy của x bằng 0 hoặc f phẩy của ux bằng 0. Đến đây thì chúng ta sẽ đi giải từng cái phương trình. Thì phương trình số 1 thì tên giải bình thường nữa ha. Chúng ta chỉ xét cái phương trình số 2 thôi. Thì cái phương trình số 2 chỗ này nó sẽ tương đương với là ux sẽ bằng là a hoặc là ux sẽ bằng là b vân vân. Trong đó a và b là các cái nghiệm a và b là các cái nghiệm bội lẻ của f phẩy x. Tức là chúng ta sẽ đi tìm cái nghiệm bội lẻ của f phẩy x nè ha, tìm cái nghiệm bội lẻ của f phẩy x và chúng ta sẽ cho ux bằng a, ux bằng b. Khi các em làm quen rồi thì các em có thể bỏ qua cái bước đào hàm này, các em có thể đi đến cái việc bấm máy tính giải phương trình này luôn. Thật ra là thầy thường thì thầy bấm máy tính thì giải rất là nhanh, chứ thầy không cần phải đào hàm nữa đâu. Thầy sẽ trình bày theo cái kiểu của các em là người mới học, thầy làm chậm chậm từng bước nhé. Rồi sau đó là khi các em quen dần thì thầy sẽ làm nhanh. Đây, bước số 1 là chúng ta tính đạo hàm, bước thứ hai là chúng ta cho nó bằng 0 và bước thứ ba là chúng ta xét dấu g phẩy. Xét dấu g phẩy x. Thì cái chỗ xét dấu g phẩy x này thầy xét dấu nó cực nhanh luôn. Một là chúng ta sẽ dùng cái cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái định lý về không đổi dấu á, qua nghiệm đổi dấu á, qua nghiệm đổi dấu ha, qua nghiệm đổi dấu, qua nghiệm bội lẻ, qua nghiệm bội lẻ đổi dấu, và cái hệ số bậc cao nhất bên phải ngoài cùng thì cùng dấu với hệ số bậc cao nhất. Cách thứ hai thì chúng ta thế cái số đại diện. Thì thường thầy đối với hàm đa thức thì chúng ta
Đối với hàm đa thức thì chúng ta không không dùng cái cách số 2. Cách số 2 này, cách số 2 này chúng ta ít dùng cho đa thức. Ít dùng cho đa thức. Thật ra dùng thì cũng được thôi, tùy các em thôi. Còn thầy 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 dùng cái này nó thầy nhìn vô thầy biết dấu nó rất là nhanh mà thầy sẽ chỉ các em cũng sẽ làm được như thầy. Rồi đó là thầy trò mình nói qua cái phương pháp chung ha. Thì bây giờ thầy sẽ chỉ cho các em cái cách xét dấu nè. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ số 1. Ví dụ số 1 cho cái hàm số f phẩy x nó bằng là x bình phương nhân với x trừ 1 nhân với x trừ 2. Và đề bài yêu cầu tìm cái khoảng đồng biến nghịch biến, tìm cái khoảng đồng biến nghịch biến của cái hàm số của các hàm số câu A gx bằng f của x cộng cho 1, câu B hx bằng f của x bình phương trừ cho 2. Các em để ý qua từng cái ví dụ dùm cho thầy nha. Ở ví dụ số 1 thì thầy cho cái hệ số bậc cao nhất trong cái U á, là luôn là dấu cộng, hệ số bậc cao nhất của U luôn là dấu cộng nha. Rồi thì chúng ta thầy sẽ sắp xếp cho các em dễ dàng hiểu bài nhất. Thầy sẽ cho các cái ví dụ này dấu cộng hết thì cho các em xét dấu cho nó dễ trước ha. Rồi nếu tới dấu trừ thì chúng ta sẽ nói cách xử lý sau. Thầy trò mình sẽ làm chậm khoảng 4 5 cái ví dụ đầu tiên nhé. Và đến cái ví dụ thứ 6 thì có lẽ là chúng ta không cần phải đọc hàng, làm cho nhanh. Rồi câu A. Rồi chúng ta sẽ làm đúng bản chất bài toán là chúng ta tính đạo hàm là g phẩy x thì nó sẽ bằng x cộng 1 đạo hàm thì nó chính là x cộng 1 đạo hàm thì nó bằng 1 rồi nên nó sẽ còn lại là f phẩy của x cộng cho 1. Đến đây thì chúng ta cho cái g phẩy x bằng 0 thì tương đương với f phẩy của x cộng 1 phải bằng 0. F phẩy của x cộng 1 bằng 0 thì chúng ta sẽ cho x cộng 1 này bằng các cái nghiệm bội lẻ của f phẩy x. Các em quan sát cái đề bài ở đây cho f phẩy x nè. F phẩy x bằng là x bình phương nhân với x trừ 1 nhân với x trừ 2. Thì nó sẽ có 3 nghiệm là 0, 1, 2. Nó có nghiệm là 0, 1, 2. Nhưng mà trong đó cái nghiệm bằng 0 là nghiệm bội chẵn, nó không có đổi dấu nên chúng ta không cần phải quan tâm đến cái nghiệm bội chẵn này. Nên cái phương trình số 1 chỗ này, chúng ta chỉ cần là cho là phương trình số 1, chúng ta chỉ cần cho là x cộng 1 bằng 1 là một cái số 1 là nghiệm của cái f phẩy trên đây các em nhé, là nghiệm của f phẩy trên đây. Và chúng ta sẽ cho là x cộng 1 bằng 2, 2 là cái nghiệm bội lẻ của f phẩy trên đây. Và đến đây thì chúng ta sẽ giải ra được cái nghiệm của g phẩy. Đây là các nghiệm bội lẻ của g phẩy là ta giải x bằng 0, x bằng là 1. Như đã nói, đây là cái bài giảng cho học sinh, tất cả học sinh mới bắt đầu học vào cái nội dung này nên là cái tốc độ giảng nó chậm. Em nào mà đã biết rồi thì có thể xem ở cái ví dụ số 6 tới đi thì cái tốc độ giảng bài nó sẽ khác nhé. Và cái cách ghi nó sẽ khác. Rồi, sau khi mà các em đã tìm được các cái nghiệm thì chúng ta sẽ có được cái bảng xét dấu g phẩy x trừ vô cùng cộng vô cùng. Nó có nghiệm là 0, 1, sắp xếp các nghiệm theo thứ tự từ bé đến lớn ha. Rồi bây giờ đến cái lúc xét dấu thì sao? Nó sẽ rất nhanh luôn em ạ. Các em để ý là cái U chỗ này nha. Nếu cái U chỗ này là dấu cộng thì nó sẽ luôn cùng dấu với hệ số bậc cao nhất của thằng này. Nếu mà đề bài các em để ý chỗ này là dấu cộng, nếu mà hệ số bậc cao nhất của U là dấu cộng thì nó sẽ luôn cùng dấu với hệ số bậc cao nhất này. Tức là nếu ở đây là dấu cộng thì chỗ này nó sẽ là dấu cộng. Nói lại, chỗ này hệ số bậc cao nhất của U mà là dấu cộng thì nó sẽ cùng dấu với hệ số bậc cao nhất của f phẩy ban đầu. Tức là chỗ này sẽ là dấu cộng. Rồi, đó là cái cách mà để chúng ta biết dấu rất là nhanh. Sau này các em quen nhìn vô là biết dấu ngay à. Chứ không cần phải chọn một số nha. Còn cái trường hợp mà các em chọn một số là ví dụ như các em không có, cái hồi này các em chưa rõ thì các em phải lấy một cái số x bằng 2 chỗ này. Thì muốn biết là g phẩy chỗ này mang dấu gì thì chúng ta có thể tính là g phẩy của 2. G phẩy của 2 thì nó sẽ bằng f phẩy của 3, đó.
g phẩy của 2 thì nó sẽ bằng f phẩy của 3. Và f phẩy của 3 thì các em thế cái số 3 vào cái chỗ f phẩy nó sẽ nhận giá trị dương, và do đó cái này là sẽ bằng dấu cộng, được không? Tuy nhiên thì thầy ít khi, đối với hàm đa thức thì thầy ít khi mà chọn một cái số như thế vào lắm, mất cộng, nhìn vô là thầy biết. Là cái chỗ này thầy nói lại nè, nếu trường hợp mà chỗ này, trường hợp cái chỗ này nè, cái u mà mang dấu cộng, hệ số bậc cao của u mà mang dấu cộng thì nó sẽ cùng dấu với f phẩy luôn, và chúng ta khỏi cần thêm số vô, cho nên dấu cộng qua đây thành dấu trừ, qua đây thành dấu cộng. Đến đây thì các em có thể trả lời được là hàm số sẽ nghịch biến trên cái khoảng từ 0 đến 1, hàm số gx á, nghịch biến trên khoảng từ 0 đến 1, và nó đồng biến trên khoảng từ trừ vô cùng cho đến là 0 và từ 1 cho đến cộng vô cùng. Đây là cái bài đầu tiên mà thầy trò mình giải. Ngoài ra thì đối với cái bài này chúng ta còn có thể sử dụng phương pháp tịnh tiến nữa ha. Tuy nhiên là tịnh tiến thì nó không tổng quát cho dạng này, nên là thầy giải theo cách tổng quát. Chúng ta qua tiếp cái câu B. Câu B thầy vẫn trình bày như cái tốc độ ở câu E để cho cả các em đều có thể hiểu được. Đầu tiên chúng ta tính đạo hàm của hàm số hx là h'x là bằng u phẩy nhân f'u là x bình phương trừ 2 đạo hàm, thì sẽ ra là 2x nhân với f phẩy của x bình phương trừ cho 2. Đến đây khi mà chúng ta cho h'x bằng 0, h phẩy của x bằng 0 đó, thì cái này tương đương tích của hai mấy thức bằng 0 thì các em cho từng cái bằng 0, đó là x bằng 0 và f phẩy của x bình phương trừ 2 bằng 0. Chúng ta sẽ xét cái phương trình số 2, và các em chú ý là cái chỗ phương trình số 2 cho này, f phẩy x bình phương trừ 2 bằng 0, thì x bình phương trừ 2 đó nó sẽ bằng với các cái nghiệm mọi lẻ của f phẩy, tức là chúng ta sẽ cho x bình phương trừ 2, các em cho nó bằng 1, x bình phương trừ 2, các em cho nó bằng 2. Đó. Và đến đây thì các em sẽ giải ra tìm được các cái nghiệm của h phẩy, đó là x bằng cộng trừ căn 3. Thì cái phần này các em có thể làm quen là các em sẽ làm tắt ở chỗ này, x bằng cộng trừ 2. Đến đây thì chúng ta sẽ có cái bảng xét dấu của h phẩy x như sau. Sắp xếp các nghiệm theo thứ tự từ bé đến lớn là trừ 2, trừ căn 3, 0, rồi căn 3 và 2, đây là 0, 0, 0, 0, 0. Và thầy nói lại thêm một lần nữa là nếu mà hệ số bậc cao nhất của u là dấu cộng thì chúng ta khỏi quan tâm nữa. Nếu hệ số bậc cao nhất của u mà là dấu cộng thì các em đem thế vào trong đây thì nó sẽ cùng dấu với hệ số bậc cao nhất của f phẩy là chỗ này dấu cộng, thì chúng ta khỏi quan tâm tới nó nữa, chúng ta chỉ cần nhìn dấu của thằng này thôi. Thằng này bậc cao nhất của nó là dấu cộng, thì này cộng trừ cộng trừ cộng trừ. Các em an tâm, tất cả những cái nghiệm mà chúng ta đang ghi ở đây đều là nghiệm mọi lẻ. Vì sao? Vì chúng ta đã bỏ cái nghiệm mọi chẵn của f phẩy ngay từ ban đầu, chúng ta không xét nó rồi, nên là những cái nghiệm mà chúng ta ghi ra đây đều là nghiệm mọi lẻ của h phẩy hết nha. Thì nói lại là tất cả những nghiệm như này khi qua nghiệm đổi dấu là vì nó là nghiệm mọi lẻ của h phẩy hết. Tại sao là nghiệm mọi lẻ? Chỗ đây chúng ta đâu có xét đâu, chúng ta đâu có xét cái nghiệm mọi chẵn như này đâu ha. Rồi đến đây thì các em hoàn toàn em thích em trả lời nè, nó sẽ nghịch biến trên cái khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 2, và nó đồng biến trên cái khoảng từ trừ 2 đến trừ căn 3, và nó nghịch biến trên cái khoảng là từ trừ căn 3 cho đến là 0, và đồng biến trên cái khoảng từ 0 đến căn 3 nghịch biến trên cái khoảng từ căn 3 đến 2 đây cộng vô cùng. Rồi đây là cái bài toán mà mới đầu tiên thì chúng ta làm như này, thì sau này sau khi các em học được một thời gian thì các em sẽ thấy là đây là một cái bài ta nói nó dễ ơi là dễ, nó không có cái bài nào mở đầu thôi nha. Rồi thầy thấy nhiều người sử dụng cái phương pháp, rất là nhiều phương pháp để giải quyết các cái bài toán này và cho là nó nhanh vậy đó, nhưng thực ra bản chất chúng ta nên đi đúng bản chất của vấn đề thì chúng ta mới giải quyết được những cái trường hợp mà nó phát sinh mới nha. Rồi là thầy đã hướng dẫn cho các em cái cách để lập bảng xét dấu đạo hàm của cái hàm hợp, và cái cách để các em biết cái dấu cho nó nhanh, hai cách. Một là các em sẽ dựa vào dấu của hệ số bậc cao nhất,
và hai là các em thấy một số em thế vô. Em nếu em cảm thấy cái phần này em chưa hiểu rõ thì các em có thể tự tính hắc phẩy của 3. Ở đây em lấy số 3, em tính hắc phẩy của 3. Hắc phẩy của 3 thì nó sẽ bằng em thế cái số 3 này, em thế cái số 3 này vào cái chỗ hắc phẩy. Thì sẽ là 6 nhân cho hắc phẩy của 7 thì nó cũng lớn hơn 0 các em nhé. Cộng trừ và nghiệm đổi dấu, được chưa? Rồi, là thầy là trò mình đã đi qua cái ví dụ số 1. Giờ chúng ta sẽ qua tiếp ví dụ số 2. Chúng ta sẽ không cần phải vội vàng đó, mình đang học nên là cái điều quan trọng nhất đó là phải hiểu kỹ vấn đề chứ không phải là chúng ta làm cho nó nhanh nha. Ví dụ số 2 là ở đây thầy cho cái đồ thị của cái hàm số f'x, cho đồ thị của hàm số f'x như hình vẽ. Đây là đồ thị của hàm số f'x. Ở chỗ này là 1, chỗ này là -2, chỗ này là 0. Đây là đồ thị của hàm số f'x. Rồi, chỗ này là x, chỗ này là y. Và yêu cầu các em xét cái tìm xét cái tính đơn điệu của cái hàm số, hay là tìm cái khoảng đồng biến và cái khoảng nghịch biến của các cái hàm số câu A gx bằng f của x bình phương trừ cho 2x trừ cho 2. Rồi, thầy sẽ xét các cái bài toán mà tất cả những bài toán thầy đang xét là thầy cố tình cho cái hệ số A ở đây là nhận giá trị dương hết để cho các em quen với cái việc xét dấu. Rồi một tí xíu chúng ta qua những ví dụ sau chúng ta sẽ đổi lại hệ số bậc cao nhất của U là dấu trừ thì chúng ta sẽ xử lý sau ha. Rồi, câu V nè. Chỗ này là chúng ta có là h phẩy của x đó thì nó sẽ bằng là hx đi, cái hàm số hx nha, bằng f của x bình phương cộng cho 1. Rồi. Chúng ta sẽ giải chậm ở câu A và câu B. Chúng ta sẽ làm nhanh luôn ha. Câu A thì đầu tiên chúng ta tính đạo hàm là của cái hàm hợp đó. G phẩy x nó sẽ bằng u phẩy nhân f phẩy u là 2x trừ 2. Rồi tất cả nhân với f phẩy của x bình phương trừ 2x trừ 2. Khi mà cho này bằng 0 thì chúng ta sẽ thu về được cái hư trình. Đó là 2x trừ 2 bằng 0, tức là x bằng 1. Và chúng ta sẽ cho x bình phương trừ 2x trừ 2 bằng các cái nghiệm bội lẻ của f phẩy. Thì ở đây thầy nghĩ là các em nên ghi lại thế này. Các em tùy các em ghi lại cũng được, không ghi cũng được. Ở đây em nhìn vô đây em phải thấy là gì đây? Em phải thấy là cái f phẩy của các em nè. Cái f phẩy của các em là hệ số bậc cao nhất của nó là dương nhé. Hệ số bậc cao nhất của nó là dương nè. Là các em mới thấy cái điều này. Hệ số bậc cao nhất của nó là dương là 1. Và cái thứ hai các em cần thấy nữa đó là gì? Nó có các cái nghiệm trừ 2, 0, 1 là các cái nghiệm bội lẻ ha. Rồi, do đó là em sẽ xét các cái phương trình nè. X bình phương nè, trừ cho 2x trừ 2 nè, bằng trừ 2. Khi em quen rồi thì em cho cái này bằng các nghiệm, em bấm máy tính luôn, em không cần phải ghi cái này ra nữa ha. Đây là những cái nghề đầu mới học. Chúng ta ghi ra cho nó kỹ, hiểu kỹ trước. Rồi cần cái chuyện làm nhanh thì cực kỳ đơn giản thôi. Rồi cái này y bình phương trừ cho 2x trừ 2 bằng 1. Rồi đến đây thì các em tìm ra được các cái nghiệm và sau đó các em sắp xếp các cái nghiệm theo thứ tự bậc giảm dần cho thầy nhé. Xin lỗi, sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn nhé. Rồi chỗ này x là trừ vô cùng x g phẩy x à, nó sẽ có các cái nghiệm là một đúng không, nghiệm là một
1 nè. Rồi, chỗ này nghiệm là 0 với 2. 0, 2. Rồi, cái này nó sẽ là nghiệm là 1 trừ cho 1 trừ cho căn 3. 1 trừ căn 3. Phương trình này các em bấm máy tính ra ha. 1 trừ căn 3. 1 cộng căn 3. Rồi, phương trình này nó sẽ là chuyển đi qua là trừ 3 đúng không? Trừ 3 thì A trừ B C là nghiệm là trừ 1 với một nghiệm bằng 3. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 cho đây. Đó. Rồi, đến đây thì do cái hệ số bậc cao nhất của U đó là nó mang dấu cộng, nên nó sẽ, chúng ta không cần quan tâm đến cái U này, mà chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái hệ số bậc cao nhất của F' thôi. Là hệ số bậc cao nhất của F', chỗ này là dấu cộng, nên là chỗ này nó sẽ là dấu cộng luôn. Ví dụ trong trường hợp này, hệ số bậc cao nhất của F' chỗ này là dấu trừ, thì ở đây nó sẽ là dấu trừ. Yeah. Dấu cộng, trừ, cộng, trừ, cộng, trừ, cộng, trừ. Được không? Rồi, đến đây thì các em sẽ trả lời được cái câu hỏi là hàm số đồng biến và nghịch biến ở đâu rồi các em nhé. Rồi. Chúng ta qua tiếp cái câu B. Câu A đã xong rồi ha. Thầy cho mình qua tiếp cái câu B của cái ví dụ số 2. Câu B của cái ví dụ số 2 đó, thì khi các em đã quen rồi thì các em có thể hình dung là trong cái chúng ta chỉ cần kẻ cái trục số đó thôi. Và trong cái trục số này thì chúng ta sẽ điền cái gì vào đây? Đó là trừ vô cùng, cộng vô cùng. Và nghiệm của cái phương trình U phẩy bằng 0. Chỗ này em đào hàm ra, em có thể nhẩm được cái nghiệm của U phẩy là bằng 0. Là có một nghiệm đây nè. X bình phương cộng 1, đào hàm ra. Nó bằng 2X cho nó bằng 0 thì em ra nghiệm bằng 0 đúng không? Rồi, sau đó em sẽ cho X bình phương cộng 1 bằng các cái nghiệm mọi lẻ của hàm số F phẩy X. Nó lại là em sẽ cho X bình phương cộng 1 bằng các cái nghiệm mọi lẻ của F phẩy X. Em để ý là x bình phương cộng 1 thì nó luôn lớn hơn hoặc bằng 1. Nên khi mà chúng ta cho x bình phương cộng 1 bằng trừ 2 nó vô nghiệm. X bình phương cộng 1 bằng 0 nó vô nghiệm. X bình phương cộng 1 bằng 1 nó có một cái nghiệm bội chẵn là 0. Tuy nhiên là hồi nãy nó có nghiệm bội lẻ là 0 đó, nên cho số 0 này nè. Nó là nghiệm bội lẻ nhé. Được. Và do cái hệ số bậc cao nhất của U là dấu cộng nên chúng ta không quan tâm. Chúng ta thấy là nó sẽ cùng dấu với hệ số bậc cao của F', chỗ này là dấu cộng và bên đây thành dấu trừ. Vậy là hàm số Hx nó sẽ nghịch biến trên cái khoảng từ trừ vô cùng đến 0 và nó đồng biến trên cái khoảng từ 0 đến cộng vô cùng. Chúng ta kết thúc cái ví dụ số 2 em nhé. Và những ngày đầu các em mới học thì các em nên đi tường minh ra đi. Rồi sau đó các em sẽ làm nhanh được như thế này nha. Thì trò mình sẽ cùng đi qua tiếp cái ví dụ số 3 các em nhé. Ở đây có hai câu và chúng ta sẽ giải tường minh chậm rãi một câu. Câu A thì chúng ta cứ tính đạo hàm của cái hàm số gx. G'x nó sẽ bằng 2x trừ cho 2 nhân với f' của x bình phương trừ 2x cộng 2 cho nó bằng 0 thì chúng ta sẽ có cái tương đương với chúng ta được các cái phương trình 2x trừ 2 bằng 0 là được x bằng 1 và x bình phương trừ 2x cộng 2 các em sẽ cho nó bằng các cái nghiệm bội lẻ của cái phương trình f'x bằng 0. Thì đây f' nó có 4 nghiệm là 2, 1, trừ 1 và trừ 2. Thì đây thì vẽ tương đối thôi các em nhé, đừng có bắt bẻ về cái đồ thị sao nó không có tính chất đối xứng nên thì vẽ tương đối thôi. Rồi. Chỗ này các em sẽ cho x bình phương trừ 2x cộng 2 bằng các cái nghiệm bội lẻ đây, tức là 4 phương trình. Nếu mà các em nhận xét được về cái giá trị cực đại và cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cái x bình phương trừ 2x cộng 2 thì các em có thể lược bỏ bớt. Tức là thầy biết được các cái phương trình là x bình phương trừ 2x cộng 2 bằng trừ 2 x bình phương trừ 2x cộng 2 bằng trừ 1 và
là nó vô nghiệm, hai cái phương trình này là nó vô nghiệm. Thì dựa vào đâu mà thầy có thể biết nhanh được cái điều này? Đó là thầy dựa vào cái miền giá trị của cái hàm số này, là cái giá trị của nó. Nếu mà các em nắm được hình dáng đồ thị của nó thì nó như thế này, là em đem x bằng 1 em thế vào cái hàm số này thì nó sẽ ra là bằng 2 ha, nó sẽ ra bằng 2 x bằng 1 thế vào đây đúng không? Nó sẽ ra bằng 1 chứ, x nó sẽ bằng 1. Là cái giá trị nhỏ nhất của hàm số này nó bằng 1. Nên là để cái phương trình mà nó có nghiệm đó, thì cái điểm cực trị của hàm số f(x) nó phải lớn hơn hoặc bằng 1 thì nó mới có nghiệm được. Trừ 1 và trừ 2 nó không có nghiệm, nên là nếu mà chúng ta cho nó bằng trừ 1 và trừ 2 thì nó cũng bấm máy tính nó cũng vô nghiệm thôi. Nên chúng ta không cần phải cho nó bằng cái giá trị đó. Nên cái chuyện mà chúng ta biết nó có nghiệm nhanh hay chậm thì chẳng qua là do chúng ta dựa vào cái miền giá trị mà thôi. Thì nhiều người không có ghi này ra thì tự cho là ta làm nhanh, thì bản chất chúng ta vẫn cho nó bằng các cái nghiệm bòi lẻ. Tuy nhiên là còn cái khả năng đánh giá cái phương trình đó nó có nghiệm như thế nào, đó là do cái kỹ năng của mọi người nha. Còn bản chất là chúng ta đánh giá cái như vậy này, tại vì nó không có nghiệm, giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này là 1, nên là chúng ta không cần phải xét cái phương trình này. Như thầy đã nói là các em phải xem hết tất cả các bài để có thể hiểu thầy đang nói về cái cực trị và đang nói về giá trị nhỏ nhất nha. Về phần cơ bản các bài sau. Tóm lại chỗ này thầy đã giải thích cho em rồi đó. Thì thầy ở đây thầy chỉ cần cho x bình phương trừ cho 2x cộng 2 bằng 2 thôi. Thầy không cần cho nó bằng 1 luôn. Tại bằng 1 nó sẽ sinh ra cái nghiệm bội chẵn. Tại vì thầy cũng không quan tâm đó ha. Các em hiểu không? Thầy không cần phải cho nó bằng 1, nhưng bằng 1 là nó tiếp xúc tại đây, nó không có đổi dấu, thầy không quan tâm. Rồi. Chỗ này thì sẽ ra được x bằng 1, x bằng là 0 hoặc x bằng 2. Thì thầy sẽ xét dấu cái hàm số này như sau. Chỗ này là x, chỗ này là g phẩy x, trừ vô cùng, cộng vô cùng, sắp xếp các nghiệm theo thứ tự từ bé đến lớn. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 0. Hệ số bậc cao nhất của U là dấu cộng thì chúng ta khỏi quan tâm đến cái dấu của nó nữa. Chúng ta chỉ quan tâm đến dấu của F' thôi. F' là bậc cao nhất, F' nó đi xuống nè. Nó đi xuống, cái nhánh cuối cùng của nó đi xuống. Nên hệ số bậc cao nhất của F' cho này là bé hơn 0. Thì chúng ta dấu trừ, cộng, trừ, cộng. Chúng ta đã sàng lọc những cái nghiệm bội chẵn ngay từ đầu rồi. Nên là những cái gì mà chúng ta đang ghi trong đây đều là nghiệm bội lẻ hết. Nên qua nghiệm bội lẻ nó sẽ đổi dấu các em nhé. Rồi chúng ta xác định dấu này dấu trừ. Còn các em muốn kiểm tra lại thì các em hoàn toàn có thể tính cái gì? Em hoàn toàn có thể lấy cái số 3 ra. Chỗ này em mới tính là g phẩy của 3 thì nó sẽ bằng là 4 nhân f phẩy của bao nhiêu? Thế cái số 3 vào đây là 9 cộng với 2 là 11 trừ đi 6 là f phẩy của 5. Thì cái số 5 nó nằm thuộc bên đây mà, f phẩy của 5 là hiển nhiên âm nên là âm. Được không? Em muốn lấy số 3 đây, em thế vào g phẩy, em xét dấu cũng được nữa ha. Thầy nhìn vào thầy biết dấu rồi. Còn không thì em có thể an toàn thì em cứ làm vậy, không? Rồi câu B thì đối với cái này nó là hàm số bậc 2. Nếu các em quen thì các em có thể kẻ trục số ra như này luôn. Thầy khỏi cần phải đạo hàm cũng được nữa. Chỗ này trừ, chỗ này là x, h phẩy x. Rồi. Chỗ này là x bình phương trừ cho 4x cộng 4. Thì các em đạo hàm nó sẽ có một cái nghiệm là bằng mấy? Em đạo hàm nó có cái nghiệm bằng 2. Thì chúng ta điền số 2 vào đây, đây là 0, đúng không? Rồi. Như đã nói là nếu các em làm trường minh thì thầy đã trình bày trường minh cho em trước đó rồi. Còn các em muốn làm nhanh thì thầy có thể làm ngay. Đây, đúng không? Sau đó thầy đem cái số 2 thầy thế vào cái chỗ chữ U của thầy nè. Đây, đây, thầy ghi cho em trên đây. U của thầy là gì? U của thầy đây là x bình phương trừ cho 4x cộng cho 4. Rồi. Thì khi thầy đem 2 thì thế vào đây thì thầy được là 8. Là nó luôn lớn bằng 0 đó. Chỗ này à. Cái U này luôn lớn bằng 0. Hoặc là U này nó chính là x bình phương trừ 4x cộng cho 4. Nó luôn lớn bằng 0 rồi. Nó luôn lớn bằng 0 nên là các em không cần phải quan tâm đến cái, các em sẽ không cần phải quan tâm đến những cái nghiệm bên đây. Hiểu không? Nó luôn lớn bằng 0 mà, chúng ta không cần phải quan tâm đến những nghiệm bên đây. Các em hiểu không? Do cái U của các em nó lớn hơn bằng 0 thì các em sẽ gạch bỏ phần bên đây đi, các em không cần quan tâm đến đây. Đó. Các em hiểu không? Rồi. Thì tới đây thì em chỉ cần cho U bằng 1 với U bằng 2 thì em giải thôi. Cho U bằng 1 thì em sẽ giải ra được nghiệm bằng là
1 với 3, 1 với 3. Rồi cho u bằng 2 thì các em sẽ giải được là nghiệm là bao nhiêu ta? Cho bằng 2 đúng không? Em bấm máy tính này sẽ còn lại 2 là 4 nè. 4 trừ đi 2 là 2 cộng căn 2 với 2 trừ căn 2, cho nên 2 cộng căn 2 với cho nên là 2 trừ căn 2. Đây là trừ vô cùng, đây là cộng vô cùng. Tuy nhiên là nếu mà các em quá là thạo về phần này thì các em có thể làm nhanh giống như thầy. Còn không thì các em cứ làm tường binh ra cũng không chậm hơn bao nhiêu đâu ha. Rồi, đây dấu trừ, đây dấu cộng, chỗ này dấu trừ, chỗ này dấu cộng, chỗ này dấu trừ, chỗ này dấu cộng, xong rồi đó. Thì này sẽ lên đây. Để xuống đây. Lên đây, xuống đây. Lên đây, xuống đây. Rồi. Rồi, vậy là từ ví dụ số 1 đến ví dụ số 3 thầy đều cho cái hệ số bậc cao nhất của u là dấu cộng. Thì lúc đó nó sẽ cái hàm số này sẽ hàm số này đạo hàm này sẽ cùng dấu với cái f' ban đầu ha. Thì những bài tiếp theo thì chúng ta sẽ xét cái này là dấu trừ, hệ số bậc cao nhất của u là dấu trừ, thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào thì chúng ta sẽ qua những cái ví dụ tiếp theo các em nhé.